Đây là điểm khác nhau của sợi trước và sau khi chỉnh này. Đây các bạn. Với lại mình muốn kể cho các bạn biết là chụp điện thoại với lại máy ảnh nó khác nhau điểm nào á. Thì nó nhiều cái nó khác nhau lắm mọi người. Thứ nhất là cái kiểu xóa phông này mọi người. Gọi là làm mờ mờ đằng sau ấy, nó chỉ lấy chi tiết phần của nhân vật này thôi. Còn ở đằng sau nó bị mờ ấy, ta gọi là xóa phông hay là gọi là trong iPhone người ta gọi là chụp chân dung đó mọi người. Nó khác nhau ở chỗ nào, mình chỉ luôn cho các bạn nhé. Mình kể câu chuyện bên lề một xíu. Thì có một bạn kia bạn hỏi là bạn có muốn mày có muốn nổi tiếng không? Thì mình nói thẳng với bạn ấy luôn là muốn chứ. Nói thật chứ nổi tiếng ấy là rất là nhiều cái lợi mọi người nhé. Trong nghề nghiệp á. Cái thứ nhất là họ không cần làm đẹp đâu. Nói chung là những người nổi tiếng ấy là họ không cần làm đẹp đâu mọi người, làm sơ sơ thôi. Nhưng mà người ta vẫn khen mọi người. Còn những người mà không không có được nổi tiếng như mình ấy, cho dù bạn làm đẹp như thế nào đi chăng nữa, họ 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 vẫn không tin tưởng đâu mọi người ạ. Cái này là hình gốc. Đây là công đoạn là cân bằng lại màu sáng á, cân bằng lại màu á, cân bằng lại ánh sáng á mọi người nha. Đây là cái hình sau khi chạy này mọi người. Không phải ý mình nói người này người kia đâu nhá. Đó là sự thật luôn, mình rất là muốn nổi tiếng mọi người để mình được tôn trọng hơn. Còn những bạn nào mà nói là không muốn nổi tiếng là mình bó tay đấy. Còn đây là mình cân lại mặt mũi này mọi người. Cân lại sơ sơ thôi mọi người đó. Với lại mình muốn kể cho các bạn biết là chụp điện thoại với lại máy ảnh nó khác nhau điểm nào á. Thì nó nhiều cái nó khác nhau lắm mọi người. Thứ nhất là cái kiểu xóa phông này mọi người. Gọi là làm mờ mờ đằng sau ấy, nó chỉ lấy chi tiết phần của nhân vật này thôi. Còn ở đằng sau nó bị mờ ấy, ta gọi là xóa phông hay là gọi là trong iPhone người ta gọi là chụp chân dung đó mọi người. Nó khác nhau ở chỗ nào, mình chỉ luôn cho các bạn nhé. Đây mình lấy một cái tấm hình nào đó. Vừa sửa hình mình vừa kể nha. Vẫn như hồi nãy thôi. Đầu tiên chúng ta phải chạy như thế này. Rồi chúng ta cân lại mọi người nhé. Còn ngoài ra cân cân màu thì nó nhiều công đoạn lắm mọi người ạ. Mình phải xóa xóa nhân vật đằng sau này kia. Đây mọi người nhé. Cái kiểu nó khác nhau giữa điện thoại với lại ấy đấy. Điện thoại thì ví dụ như một những chi tiết mà nhỏ nhỏ thế này mọi người, như là tóc này, cái von này là nó xóa phông, đôi lúc là nó dùng bằng điện thoại là nó phải bị nhòe hết mấy cái chỗ này mọi người nhé, bởi vì nó dùng kỹ thuật số mà các bạn. Còn máy ảnh này, nó sử dụng ống, sử dụng khẩu với lại tiêu cự á, cho nên là kiểu xóa phông của nó sẽ khác hoàn toàn mọi người nhé, nó chi tiết hơn. Cái này là mình dùng ống 2470 f/2.8 mọi người nhé. Mình không có tiền mua nên xài tấm rông thôi, G1 thôi mọi người ạ. Màu thì nó chỉ như thế này thôi mọi người ạ. Màu của tấm rông á nó không có được được đẹp. Đó. Mình quay lại cái câu chuyện là cái gì muốn nổi tiếng hay không á, thì mình nói thật luôn, mình bây giờ mà được nổi tiếng ấy mọi người, chắc chắn là mình sẽ không làm kỹ đâu. Bởi vì mình đâu có cần làm kỹ đâu, về người người ta vẫn khen mà. Còn mà mình không được nổi tiếng, bạn cho dù bạn có làm sao sắc sảo đẹp đến mấy thì họ cũng nói là xấu đó mọi người. Cho nên là mình rất là muốn nổi tiếng á nhé, cực kỳ muốn luôn trong công việc này á.
Mình thì từ xưa giờ làm việc nào cũng vậy, cứ thích kỹ tỉ mỉ thôi, chứ còn mà cầu thả là mình không thích. Tấm nào mình cũng làm sửa từng tấm một thế này ấy, mọi người đó. Các bạn xem cái kiểu xóa phông với lại ấy, đừng đừng có lấy điện thoại iPhone của các bạn so sánh với máy máy ảnh nhé. Độ trong của hình ảnh á, chi tiết ở phần da này này, chi tiết ở phần da của cô dâu ví dụ như thế này đó. Đó. Trong một bức ảnh thì làm thế nào để có một bức ảnh đẹp thì nhiều lắm, nhiều góc độ lắm mọi người ạ. Cách chụp này, cách xét máy này, và cuối cùng là phần hậu kỳ về sau á mọi người. Quan trọng là cái phần hậu kỳ ấy mọi người, nó rất là quan trọng nha, riêng về chỉnh ảnh ấy. Các bạn thử lấy cái điện thoại iPhone của các bạn ra, rồi các bạn rồi rồi các bạn zoom lên như thế này cho mình nhé. Nếu mà chi tiết phần da mà nó vẫn được xử được như thế này ấy, mọi người, là iPhone của các bạn là đây, các bạn nhìn cái phần chi tiết phần da này. Chỉnh hình thì chúng ta phải để ý phần da mọi người nhé. Đây là phần da này, từ từ nhé. Cái này phần da này này, đừng có để mất chi tiết của nó. Đây, chúng ta sẽ đo lại này, chúng ta đo này, đây là đầy đủ ánh sáng này mọi người. Đó, khi mà nào mà nó nhích qua đây là dư sáng mọi người nhé. Chúng ta làm sơ sơ thôi mọi người. Ước gì mình có máy xịn như họ á, là mình phần hậu kỳ nó đỡ hơn mọi người. Các bạn hỏi là máy xịn với là máy máy thường này nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau chứ các bạn. Các bạn, người ta có ống xịn ấy là người ta về người ta sửa hình nhanh lắm. Nó không giống như mình đâu. Mình thì làm từng từng tí một, chạy da chạy đồ, còn cái máy xịn của họ bây giờ á mọi người. Cái máy máy xịn bây giờ là nó có chạy sẵn ra rồi. Đó, các bạn xem lại kết quả này. Đó. Đây các bạn. Quan trọng là đây, tấm này mình chưa chạy nè mọi người. À đây. Tấm đó hai tấm. Cái này chưa chạy nè mọi người. Cái này chạy rồi này. Đó, các bạn so sánh này. Đây, cho mình cho các bạn xem này. Đó. Đây là điểm khác nhau của sợi trước và sau khi chỉnh này. Đây các bạn. Mình không phải là người giỏi nổi tiếng gì cho nên là mình nói thì đôi lúc đụng chạm một xíu. Rồi chào các bạn nha.